Xin chào các bạn, tối hôm nay mình sẽ ghé một cái nhà hàng sushi này mà người ta nói rất là ngon và rất là mới và rất là sướng. Bây giờ mình sẽ ghé cái nhà hàng này có tên là Sushi Ai, nhưng mà khi mình tới đây mình có thấy cái tiệm nail các bạn. Để mình ghé thăm cái tiệm nail này là tên gì đây? Tiệm nail này tên là Aiden, Aiden Nail. Để mời mình gọi mình xin việc làm coi nó có nhận mình làm không các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ lạnh quá, bây giờ đi vô. Thì khách của mình nói là cái tiệm sushi này nó rất là ngon, cho nên mình ghé thử coi nó làm như thế nào. Tiệm nào ngon thì nhân lì mới ghé nha các bạn. Ồ, nó đang mướn người. No smoking, không được hút thuốc. Ồ, gặp em Nhật đẹp quá. Bây giờ mình vô đây, mình vô thẳng bàn luôn các bạn. Ồ, đây có anh Nhật làng làm. Ồ, bữa nay mình gặp thằng bạn thân của mình nữa các bạn ơi. Hello các bạn. Hello chúng bạn. Ok các bạn ơi. Thì tối hôm nay mình với bạn của mình ghé thăm nhà hàng sushi này coi nó có gì. Ok. Nó cũng bằng giá nhau thôi mà cái này đem được về được. Ok. Đem được về với nó mới mệt lại đó. Ok các khi bạn ơi. Thì châu ấy một cái, nhanh ấy một cái. Thôi làm gì không vui. Hả? Thôi các bạn ơi, cái kiểu này đi. Ở đây cái nhà hàng sushi ai này nó có đặc biệt là nó cho mình ăn buffet các bạn, thì ở đây nó có là 19 ăn đi. Hả, anh chưa ăn gì? Kêu rồi. Dạ. Thành, bây giờ mình có thể là ăn buffet, các bạn có thể 19 đồng, 99 một người, các bạn ăn buffet, ăn hết luôn, ăn đã luôn, ăn cái này luôn. Còn không thôi thì các bạn có thể là 19 đồng một 3 rô này, này cái này 19 đồng mà có 3 rô, 4 sushi với một appetizer à. Nhưng mà cái này tới 19 đồng. Ok, cho nên mình sẽ ăn 19 đồng và mình sẽ ăn hết ngày luôn. Ok. Cho nên mình sẽ ăn thử coi tất cả. Ở đây nó có miso soup nè, nói chung là sushi thì nó có đủ hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn theo kiểu buffet, ăn ăn ngập mặt luôn nha các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ khoanh nó đi. Thì mình sẽ ăn rô của nó. Rô của nó gồm có là có rất là nhiều loại rô các bạn. Mình đi ngồi, ok. Raw fish. Ok, bây giờ mình sẽ khoanh oyakonit, right? Khoanh oyakonit. Thì mình sẽ kêu là miso soup nè. Appetizer là nó có shrimp dumpling nè. Chicken, vegetable. Nè, có mấy cái tempura em ăn nè. Mình muốn ăn gì cũng được hết chung. Ăn gì cũng được hết. Biết bao nhiêu cũng được hết. Chưa hết thôi. Ăn hết rồi mình chưa thử. Tại vì hai cái cũng bằng giá. Ok rồi, anh ăn cái này. Ok. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn cái loại 19 đồng, ăn ăn ngập mặt luôn nha. Ăn ngập mặt luôn. Thì mình sẽ điền tất cả những cái trong đây. Rồi sau đó mình họ sẽ đem ra tờ khác và mình ăn thôi. Còn cái này thì mình sẽ ok. Bạn của mình hay lần trước vô đây ăn phá. Ok. Còn có cách nữa là mình ăn cái gì xong rồi mình về ăn chuẩn bị xong rồi á, nói hết cái gì kêu đại tính tiền đi. Tính tiền trước đi xong rồi nó không có tính được mấy cái kia mà nó đã ăn nữa. Rồi chúng nó bỏ đi thôi. Ok các bạn ơi, thì ở đây nó có một cái luật rất là nghiêm các bạn. Cái này là ok thì 19 đồng 99 là các bạn có thể ăn hết tất cả những cái thứ này. Nhưng mà các bạn nếu mà ăn không hết á, thì các bạn phải trả những cái phần mà các bạn ăn không hết tính theo kia. Thí dụ như mà các bạn kêu kêu ra mà các bạn ăn không hết đi, thì những cái đồ mà các bạn ăn không hết á, thì họ sẽ tính tiền các bạn những cái đồ ăn không hết đó, để cho các bạn tránh lãng phí. Thì hồi bữa ăn bạn của mình, các bạn biết không, nó rất là khôn. Nó ăn, nó kêu quá trời luôn nhưng mà nó ăn không hết. Thì nếu mà ăn không hết thì người ta sẽ tính tiền những cái dĩa ăn không hết. Thì thằng bạn của mình nó mới nói là thôi giờ bây giờ nó sẽ trả tiền luôn. Thì khi mà thằng bạn mình nó trả tiền xong rồi nó mới ăn không hết những cái đó và nó mới đi. Bây giờ nó khó lắm, bây giờ là mấy cái này nó rất là khó các bạn. Nhưng mà mình vô đây ăn thử coi. Ok. Ok, bây giờ bạn của mình đang kêu này thì mình có đem hai ly nước ra các bạn. Cái này là sushi, bạn mình thích ăn sushi sống, cá sống. Với lại mình thì ở đây giống như ăn kiểu buffet vậy đó, họ sẽ đem cho mình. Trời, tội nghiệp bạn của mình quá. Ăn sushi mà khi mà tụi mình ngồi đây thì họ sẽ đem đồ ra cho các bạn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kêu họ sẽ đem đồ các bạn nhé.
Đó, bây giờ họ sẽ đem đồ ra. Ok, bây giờ thì những cái món đồ ăn của mình họ sẽ đem các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là tất cả những thứ này các bạn ăn miễn phí, ăn rồi ra. Ờ hả, mình cứ order đi. Hả? Cứ bây giờ mình ăn thử có ngon không các bạn nhé. Bỏ xì dầu vô đi các bạn. Đồ ăn đâu? Phim nha. Phim lạ nha. Ok các bạn ơi. Dạ. Nó xấu hơn nhỏ hơn nhân nha. Bây giờ mình ăn thử cái salad đã đang đi hành. Đây nha, có cái salad đó nha. Bây giờ mình ăn thử cái cuốn sushi. Sushi này gọi là gì chung? Shrimp. Đây là sushi tôm các bạn. Cho các bạn coi sushi. Thì mình sẽ ngồi đây mình ăn. Mình ăn tới khi nào mình no mình về thì thôi các bạn nhé. Không sao bây giờ họ sẽ đem ra cái này gọi là cáp ranh đun rồi miso soup của mình, hai chén miso soup của mình với mình. Cái này là gì ta, nói chung là mình kêu ra thì họ đem ra các bạn nhé, mình cũng chẳng biết cái gì đó, nên gọi là sushi thôi. Thì mỗi lần mình tới thì mình sẽ check một cái. Ok. Thank you very much. Ok, bây giờ mình can I get some like a cup of ginger? Like a cup of ginger. Not a cup of ginger, but more ginger. More ginger. I'll just play. Thế mà em cũng không ăn cơm rồi đúng không? Thằng bạn mình nói là có thể cho tôi một chút xíu gừng không? Nhưng mà tụi nó nhìn mình nó thôi để nó cho mày nguyên hũ luôn. Nó nói mắc công cho mày chút xíu. Ok. Nè các bạn ăn thử đi. Cái này là cáp ranh đun các bạn, bánh chi, mình hay gọi là bánh chi. Ok. Chun. You can Okay. Okay, that's fine. Okay, I got it. Okay. Thank you. Bây giờ mình sẽ ăn thử các bạn xem bây giờ. Cá sống này chắc em kêu đó. Cá sống có ai ăn không? Nhân ăn thử không? Ờ vậy ăn thằng ăn đi. Dạ. Yeah. Cái chi này ngon các bạn. Cái chi này các bạn phải chấm với lại nước sốt chua ngọt. Cái này là by the way là chính rồi. Có này sống rồi nha. Rất là ngon. Các bạn nhìn cái chi cái đó nè. Chi nó ngon ha. Trời đó bụng quá, đó bụng mà ăn ngon quá. Về ngủ không? Về ngủ nha. Trả bài trước. Chào muốn mình nói bữa nay thẳng là ăn bia là biết rồi hay gặp Quỳnh Vực anh mình uống thử chén miso soup coi. Súp đông biển các bạn. Là không có mặn bên kia. Súp đông biển này nó làm thơm các bạn. Thẳng lấy mình lọt ai nói chung vô đây nè, lái xe mô tô vậy đó. Này chính rồi. Vô đây lái, vô đây ăn, mấy bạn á. Đó bụng rồi. Dạ, lái mô tô xong rồi mấy thằng bạn đi. Mấy thằng bạn hay mấy con bạn? Mấy thằng bạn. Đây là cái gì đây ta? Cái này là gì chung? Thịt gà. Đây là thịt gà chia nướng theo. Tempura. Chicken tempura. Cái gì đó, biết rồi. Cái này ngon hả? Chọn vô. Thịt gà nó giòn lắm. Anh thử này coi, cái này shrimp nè. Chả giò cũng ngon. Cái này thịt gà nó bỏ nước sốt lên các bạn. Bữa ăn này là bạn anh sợ. Tại không biết cu. Thật là nó hơi lộ. Giờ đâu biết sợ, càng tế là Nhân không có bỏ cái gì vậy. Nhân không chắc không bỏ rồi. Nhân giải kiếm rum mẹ. Cạn ly các bạn ơi, cạn ly vô. Merry Christmas. Có những người mới có nhậu không? Hả? Có chứ, có. Ngồi rất nổi ừ á, trời ơi, lẹ quá. Kèo tới nhanh. Đúng rồi, ngày mai thứ 7 hả? Trời ơi, tôi tưởng ngày mai thứ 6. Đúng vậy hả? Nói hôm nay lẹ hả? Thứ 7. Mình có order thêm một cái dĩa đậu cho mình nữa các bạn. Đó, cái đậu này là mình rất là thích ăn. Đâu mà nó không giống như đậu phộng. Làm nguyên ngày đủ đi, nước lạnh nó đã, nó phê vậy đâu. Gia đình bên đây các bạn thấy không, mình trả có 19 đồng thôi, mình vô đang ăn ngập mặt luôn. Cái đó gì? Vegetable. Đây là anh đang những cái khác. Đây là một cái cuốn rong biển, cái đây là rong biển thịt sống nha các bạn. Tối nay vậy thì chuẩn bị tâm lý. Ủa, sao vậy nhỉ?
chuẩn bị gì? Nhân này mạnh ghê nha. Bỏ một miếng gừng lên các bạn. Bỏ một ngày luôn. Nhân đang lên, nhân đang ăn cho chúng bạn hả? Đây là miếng rong biển mình bỏ, mình đã bỏ gừng với lại wasabi lên rồi. Chấm như này ăn. Nói thật sự thì mình rất là ít ăn đồ sống các bạn. Đúng không? Hôm qua mới ăn đồ sống đang, lên. Đang quay clip. Giờ tôi không tin những gì bà nói nữa. Mày mày đi cho khá ngại. Để mình ăn thử coi miếng vegetable. Hôm qua phụ hả? Hôm qua phụ bà hả? Mặc dù bao lời đuổi xô mà dẫn lết cái mặt bà. Tính là khoai lang các bạn. Mặt trời rồi. Khoai lang sao mua bà. Em ăn này nó ngọt. Chúng qua thử cái này chung ngọt lắm nhé. Ở người Nhật nó hay chiên mấy trái trái sẽ bổ ngon. À hả? Khoai lang chân giòn của Việt Nam. Nhưng mà thường cái miếng mà bí ngô, cái bí tây, bí gì đó hạnh. Thường thường mà xào ấy cho lắm tất bằng mà nó chiên gì cho thích hơn. Các bạn có thể vô đây. Các bạn có thể ăn tất cả những cái gì các bạn muốn. Nhưng nếu mà các bạn ăn không hết thì họ sẽ tính tiền những cái món mà các bạn ăn không hết. Cái đó là cái lực của khách. Bởi vì á. Đói quá thiệt luôn á. Bởi vì thằng bạn của mình nó có một chiêu bạn không, nó vô đây nó ăn xong rồi nó mới bắt người ta nó ra trả tiền trước xong rồi đó xong rồi lát nữa anh follow và block luôn, lát nữa đi ăn không hết á, đi ăn không hết thì họ ra tiền, tại vì họ đã tính tiền mình rồi. Đó là một chiêu rất là hay, mình phải phục thằng bạn mình. Thằng bạn mình chung đặng các bạn. Cái hồi kiểu như mà hai mấy tuổi đó đối với mình có tiền không? Mấy người ta nói trong cái khó nó có gói cái khôn. Thế á? Ý là thật kìa bằng hàng. Mà cái khôn gì mà gọi là... Mấy bạn nữa không có thằng nào có tiền vô đây ăn. Chứ... Ăn mà ăn cho no luôn á. Sức con trai nữa. Ôi gì nó có cho mình dessert không? Không. Cái này gì cho dessert sao? Ủa trời, ghê quá. Ghê quá. Siro. Hai người gì vậy? Hai người. Tôi đâu biết gì đâu. Cho anh dessert, trời ơi, tưởng gì những dessert. Cho anh dessert không? Hả? Cho bị gói mà khóc. Cho bị gói. Thì anh cho em ăn đi, em có sức nè. Ăn cái này nó không cho mình ăn chính nữa. Vô đây ăn đáng đồng tiền quá bạn. Sushi họ làm rất là ngon. Nhân viên rất là vui. À, bây giờ mình ăn hết cái này rồi mình kêu cái khác ra nữa. Được nha các bạn. Ủa, nãy giờ hồi bữa nay nó kêu cái sushi nữa mà ta. Ồ, cái sushi này nó có đỏ cái đuôi tôm ở trên nữa các bạn. Bây giờ mình ăn thử. Đó. Nãy giờ hành hạnh thì lắm hành phẩm ăn mà cho ăn nhiều hơn. Ăn thử này chưa? Nhân chơi cái đó nhỏ nhưng nó ăn bự bự. Trời nhá, ăn đồ bự bự quen. Còn em, anh thích ăn đồ nhỏ này. Bà thích nhỏ hả? Để lên nhà hành đi. Đổi vô nổi luôn. Đổi luôn đi. Để đâu? Ok các bạn ơi, thì bây giờ tụi mình đã ăn hết rồi nhưng mà tụi mình chẳng muốn ăn thêm, cho nên tụi mình sẽ kêu thêm hai cái miso soup, một cái salad nữa, tại vì vô đây là ăn buffet mà phải ăn cho ngập mặt chứ. Hai cái miso soup, một cái salad, một cái edamame là cái đậu các bạn. Ok, và vegetable tempura. À, bây giờ mình có ăn sushi nữa không? Có ăn sushi nữa không? Sáng giờ mà ăn luôn cái này, sáng giờ cái roll là cái gì? Cái sushi là gì? Cái roll là nó cắt ra nguyên cái roll luôn. Còn sushi là một miếng nhỏ cục đi nè. Nhìn hai cái giống nhau. Giống như cái nãy của Hạnh là cái sushi á. Cái là một cái roll á là nó sẽ có cái nhân nó y chang vậy, còn cái sushi nó sẽ để một cái. Bây giờ anh mới hiểu rồi. Yeah. Và các bạn ơi, bây giờ mình đã hiểu rồi, thì sushi giống như là sushi cục cơm với cục cá, cục cơm. Ok, hiểu rồi. Để cho có chỗ cái để cái này. Bây giờ cho cái cải chiên ở gì, rau cải chiên á, hai cái. Chim chim vegetable chim. Ok. À bây giờ sushi. Bây giờ mình vô đây không thích ăn cơm, thích ăn vòng vòng mấy cái này nè.
Okay. Không có ăn ngoài cái chỗ kia nó có mực nè. Ừ, mực mực nướng. Cho răng nó mực nướng. Ừ. Okay, mà cũng giống như trang cái hình thức kia nè. Cái appetizer là nó khác. Nhiều hơn. October. Okay. Mình là cái này một cái không chú Hạnh. Cái sushi là một cái. Uh-huh. Bây giờ mình trang thử ba cái này, khoai cua với là lươn octopus. Mấy cái mà lãnh nhớ sao là thịt sống đó. Thịt sống hả? Ok. Nhớ hai cái yêu. Hai cái lươn các bạn ơi. Hai cái này ăn hai cái yêu luôn. Ăn dữ sáng giờ ăn mặt đi lắm. Ăn dữ đi gặp nhân cái cười sáng giờ từ nay không tâm mà bị bắt Hạnh bị giống như là bị khổ sai. Hạnh hôm nay rút kinh nghiệm rồi làm giữa ngày em tối nay ăn gì không biết em ok không biết chị nhân kêu hai này nha. Ok rồi cái chiên không có chiên này chung kêu lại chiên à mình kêu thêm sushi mình ăn các bạn nhé. Các bạn có thấy vô ăn buffet sushi bây giờ chưa? Bây giờ mình đang ăn rất là nhiều rồi, mình đang ăn cái này rồi. Bây giờ mình kêu hả? Ăn cái spiral này nữa hả? À, muốn chúng bỏ đi, nào bỏ đi. Nhân không? Spiral mình có rồi nào. Ờ gì bỏ rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ kêu cái khác các bạn nhé. Tại vì mình có thể ngồi đây ăn tới bao lâu cũng được. 10 rưỡi thôi à. 10 rưỡi luôn. Vui quá. Nãy giờ lâu. Nó quá tiếng đánh rồi. Thì bây giờ mình ăn cái gì mình sẽ ghi gì đó mình gọi đi các bạn nhé. Thì nó có rất là nhiều món. One à. Đó thì nó có rất là nhiều loại sushi luôn. Và bên đây là loại roll nè đó, cuộn nè. Đó. Các bạn thấy chưa? Chuyện nhỏ. Ở đây các bạn all you can eat 19 đồng một người. Bình thường. Salad. Ok bây giờ đồ ăn mới ra rồi các bạn ơi. Kêu nó dẹp đi ha. Ok bây giờ để dạo này đi. Anh đưa cái thuyền cho nó. Bây giờ để cho họ dọn cái này ra đi rồi mình lấy cái đồ mới ra các bạn nha. Trời ơi, anh này lát nữa là anh phải nhiều tiền tê lắm nè. Thì vợ mình mới kêu thêm một chén súp nữa. Bạn của vợ mình kêu thêm hai chén miso súp nữa, uống miso súp. Ngon chung. Ok các bạn ơi, đồ ăn ra rồi, order. Yeah, you can put them together. Ok bây giờ sushi tới các bạn ơi. Bữa nay mình ăn buffet, mình ăn ngập mặt luôn nha. Có nhiều người. Ok. Thank you. Thank you. Có cái rau cải chiên nữa các bạn. Ok bây giờ nhập tiệc các bạn đừng ngại nhé, cứ ăn tự nhiên. Ok. Kêu thêm hai dĩa này luôn các bạn. Kêu thêm này luôn. Bây giờ là cái này là cái gì ta? Cái này là red nè. Cái này là bạch tuộc nè. Cái này là cua nè. Cái này là cá hồi nè. Cái này cá hồi này đi. White tuna. Tuna bình thường. Red snapper. Cái này là elf. Oh, hai cái elf. Ok. Ăn thử này nha. Ok, bây giờ mình sang thử mấy cái này cho các bạn coi nhé các bạn. Hết hồn ba. Tưởng hết cái gì. Cái mặt là biết rồi. Ok các bạn ơi thì ủa sao đi. Cái mặt sao đi đâu. Bây giờ mình sẽ ăn mặt thử. Mặt đi hả? Mặt đi. Nhìn mặt tinh năng. Đây là sushi. Không làm gì. Tôm và elf. Con elf, con lương các bạn. Giờ mà mắc cỡ chung, mắc cỡ chung. Anh làm cái gì mà mọi người đều biết xấu ra vậy. Nhớ bạn, chơi càng lâu nó càng biết cái tính xấu. À, hay gọi vậy hả Mạo thèm đồ không? Trung. Con em ngon. Con em biết, hả? Hồi nãy biết kêu thêm cái này. Nãy chung đi rồi, mà ông chưa đi xong thì được chứ. Ờ, này phải là 2 phần nữa luôn. 4 phần. Bây giờ nếu đứa bà. Dạ, anh khách này kêu xong rồi. Thôi, kêu này đi. Thôi. Anh khách này. Nhưng mà em muốn ăn cái này. Còn đây là sushi có octopus các bạn. Nó khá thì cho bạn biết được. Chưa hai cái nữa thôi. Cái này là cái gì ta? Không biết đâu rồi. Biết dạ, mày được không? Hạnh dê của anh cũng xài đồ của em. Cái chỗ đó không biết nó có dính gì không nè. Nhớ lấy. Nhớ. Dế gì đó kêu gì nữa không? Kêu mấy cái vòng vòng trái miệng á. Một cái menu sắp đi. Hai cái.
cái nữa, hai cái thôi nữa không? Ừ. Để nữa không? Ừ, cái mực nó ngon chung. Ừ. Cái mực nó ngon các bạn. Dài hả? Không phải. Mình có kia sứ mại không? Nó thơm. Kia ăn mực. Nữa mình có kia sứ mại không? Thơm như không. Muốn ăn nữa không? Cái mực nó rất là thơm các bạn. Ăn siêu rau không? Chung chung Thạnh kêu một cái ấp tôm vạch sushi cho Thạnh cho chung ăn ngon chung. Ngon không? Thơm đó chung. Ngon. Làm mấy ăn không? Ăn nữa không? Không. Đi ăn không ăn không? Ừ. Làm quê. Tôi làm nhân quê. Anh quê. Fan này. Facebook liền. Anh Facebook liền. Block gọi liền. Bạn mình nó làm mình quê bạn. Hồi nãy có kêu TV không? Hồi nãy anh kêu lúc đầu rồi. Cái này là cá hồi. Muốn ăn TV không? TV là gì? TV sushi. TV sushi. Nó làm một cái thanh gì nè. Thôi kêu ba cái gì hả? Nói cái, hai cái thôi thử thôi. Anh nãy hồi nãy có làm rồi mà. Nãy em kêu ra đó. Em ăn không? Ăn. Kêu hai cái đi chứ gì không ạ? Kêu ba cái đi, ba cái đi. Bốn cái đi. Ba này ba trái giá. Anh ngủ à, em ăn mà. Kêu mười cái đi. Anh một hồi đừng có xin ăn em nha. Một hồi đừng có xin ăn em à. Rồi. Có mấy mua mấy gạo gì nữa không? Mua mấy gạo. Gì mấy gạo nữa? Gạo là mua cơ hay mua rô đó. Các bạn thấy không? Thôi nhiều. Ôi, cao quá. Bây giờ ở bên Mỹ á. Đó là cây là không có hẳn ra đấy nha. Pizza cũng ăn pizza buffet. Su gì cũng su gì buffet. Không biết vài bữa nó có phở buffet không à? Uống xong cái đổi kia luôn. Nãy đầu nó quay. Gì nữa không? Nè. Chicken gì không? Hồi xưa á. Có không? Hồi xưa bên tiểu bang mình á. Cho nó kêu đi anh. Có làm phở buffet các bạn, tức là các bạn trả 18 đô la, các bạn vô các bạn ăn bao nhiêu tô phở cũng được, bao nhiêu tô bún riêu cũng được, bao nhiêu chén cháo cũng được, rồi bao nhiêu cơm xào cũng được, đó, rồi bao nhiêu thịt bò nướng gì cũng được, nhưng mà cái nhà hàng nó bị phá sản từ lâu các bạn. Trong hồi đó chúng có đi cái nhà hàng buffet Việt Nam mở không chung, vô chỗ ăn bao nhiêu tô phở cũng được. Có hả? Có, ở đây nè. Chúng mình Nhân quý hả đâu? Hồi xưa Nhân dẫn bạn gái đi ăn đang xong biết. Đang quay phim mà. Ừ, thiệt á. Ừ. Thiệt. Hồi xưa Nhân dẫn bạn gái đi. Hồi 2017 lúc mấy hả? 2012. 2012 hả? Ôi, ở Việt rồi. Anh sao Châu nữa hả? Chung. Chung nhớ, Chung có nhớ nhà không ta? Vậy anh với Mỹ bao lâu rồi? Cái nhà đó mở ra. 7 năm. Mở ra Chung muốn ăn bao nhiêu phở cũng được, ăn bao nhiêu trong giọng với Hạnh biết không? Nó có để là nó có để phở nè, cháo nè, rồi nó có bọn nướng vị nên nếu mà Hạnh ăn bọn nướng vị á, nó sẽ đem cái vị đó cho Hạnh nướng rồi Hạnh đi lấy thịt bò. Nói chung là giống như hóc cây đồi đó. Nhưng mà nó dẹp hả? À, buffet luôn, vô trọng trội. Rồi ăn một tô bún bò Huế thôi là cũng no rồi chứ nó chỉ là ăn mấy tô thôi không. Nhưng mà đa số người Việt Nam người ta vô giọng á là người ta nhưng mà nó ăn kiểu đó. Ăn thịt bò nướng vị không à? Ý là buffet ấy, nó cho đồ, cho thịt buffet, chất rau chứ không cho buffet. Hả? Ừ. Thấy chứ rau ăn rồi lỗ à? Đúng rồi. Trời ơi. Mình lần đầu tiên mình thấy ăn phở mà cũng đang buffet đó các bạn. Đúng là cái gì cũng có. Hồi đó nó có cái chỗ buffet của Tàu mà nó bán phở. Tôi thấy cái đó rồi. Tôi gọi mình đi phở. Rồi nhá. Nó buffet á. Như là của Việt Nam không? Ừ. Nó của Tàu. Là ngon. Ngon ha. Mình dạ. Ai ghét? Châu ạ, cái gì Nhân ăn cạnh cô ý không? Ok, thôi, cho nụ phát. Mấy này có order nữa không? Hay kêu vậy thôi ha. That's all. Thì mình ăn sushi biết bao lâu rồi mình mới ngạc nhiên là tại sao người ta gọi là sushi và roll. Give me a few minutes. Thank you. Sorry. Thì sushi làm hai cái salad đi. Sushi không thì là cái cuốn này các bạn, còn sushi roll là nó cuốn theo cuộn và nó cắt nhỏ ra. Ok. Bây giờ mình sang thử cái cuốn sushi này các bạn ơi. Để coi nó có ngon không. Thì sushi này nó chỉ có một cục cơm và cục thịt ở trên thôi. Còn cái sushi kia là nó bỏ nhiều thứ vô thì nó cuộn lại. Đó. 15 năm rồi mình mới biết được cái sự khác biệt của nó là gì.
mình chỉ biết ăn thôi chứ mình chẳng biết thử cái ốc sơ bệt ngon không? Ờ, ốc sơ bệt ngon. Ok. Đủ rồi đó. Mới cái yêu. Ồ, oh. Anh yêu nữa không? Anh yêu nữa không? Một cái yêu sao? Ồ. Oh. Dạ, chú yêu. Hai cái đúng không? À. Cái này là cua bằng đế. Cua bằng đế xạo. Đó, thiệt đó. Nó được chưa? Nó cua bằng đế. Chứ phải cua giả. Cua bằng đế nhé. Yeah. Ngon, cua giả. Nó cua bằng đế. Nghe cái mùi. Cái màu nó đỏ như vậy đó. Dạ, cua đế đỏ mà. Nhưng mà nó không phải đỏ như vậy đâu. Nó tẩm màu, thịt cua đế. Không, cua đế, cái mùi đó, cái mùi nó tanh đúng không? Dạ, cua văn hậu. Rồi, vẫn. Gì nữa không? Ok, các bạn ơi, bây giờ cái giọng cuối cùng nha, đó thực sự thì tụi mình cũng ăn. Bây giờ mình ăn một chồng cuối cùng rồi mình về nha. Ờ mà 10 tô đó thì 10 chén. Bây giờ mình là sắp chè cúng. Ăn đi mày. Thì vô đây á mình kêu bao nhiêu thì họ đem bao nhiêu ra, nhưng mà các bạn vô đây các bạn nhớ ăn cho hết nha, tại vì nếu mà các bạn ăn không hết thì rất là tội lỗi. Một phần. Thành nó đè nó nhét. Bây giờ mình kêu thêm một chén miso soup nữa các bạn ơi. Mà sao ở luôn. Nãy giờ các bạn chắc ngạc nhiên trong miso soup này có nó có cái gì? Thì nãy giờ mình đã uống 3 chén miso soup rồi các bạn. Đó. Cái là ngon, nó rất là thơm các bạn. Cho nhân viên em về mà. Thôi nghĩ cái này làm tay nhiều chắc công phu hơn. Wow, thơm quá. Này làm công phu hơn. Làm cũng nhanh. Nó tính cái số lượng chứ tại cái này nó nhỏ không, với lại khách ít nữa. Vậy nếu mà nó ăn lãng phí quá, nó không đủ cho tiền nhân viên. Còn buffet là quá trời người luôn, buffet là mấy ngàn người là nếu không? Đúng không? Nó bù quanh hết lại, nó dẫn lại. Không? Khoảng này nhỏ hơn. Cái này nhỏ, cái này là cũng hai thằng đó đúng phải không? Có thể con nhỏ bưng đồ cho mình là chủ luôn á. Nó phải làm nó mới lời không? Nếu mà nó muốn nghe gì. Giống mình vậy. Đúng mấy nữa hết. Còn nếu mà giống như buffet bự á. Nó salad hết rồi, bây giờ nó đem ra nguyên mâm luôn chịu không? Chị không chịu nó dẹp. Cái tụi này sợ ăn hết mâm không hết cho nên họ không lấy luôn. Và nọ các bạn. Thì cái điểm đặc biệt của buffet á là các bạn ăn á, nếu mà các bạn không hết á, các bạn không được đem về. Tại vì các bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được nhưng mà các bạn không được đem về. Đâu là chung dễ dãi. Chung dễ dãi. Gái nói gì đó. Ok các bạn ơi, thì bây giờ cái vòng cuối cùng đã ra rồi, đó chính là đây mình lấy một cái cho mình. Cái này là eo nè, mực nè, suri siwi nè, sim. Bây giờ ăn vòng cuối rồi đi về các bạn nhé. Bữa nay ăn biết bao nhiêu sushi luôn, ăn phải nói là ngập mặt luôn các bạn. Sushi khoanh vậy hả? Ok các bạn ơi, bây giờ mình phải ăn thử cái sushi cuộn nè. Ở trên này nó có cơm. Nó xạo ghê. Em kêu rest snack rồi, mà nó cũng chạy rest snack rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ đây, mình sẽ bỏ wasabi vô đây. Bỏ wasabi vô đây. Wasabi. Hình như nó đóng cái cửa rồi không? Thôi để nó mở. Nó chưa ôm, nó còn cục cá rồi. Rồi anh đã nói đi. Anh nói nha, nó kêu mà. Nó có sợ. Nè, lấy cái này nè. Ăn cục sushi muốn mắc cổ, không nói chuyện được luôn. Close it. Yes. Quý. Cái sao mau. Cái sao mà con nữa. Không, tại cái loại kia red snapper à. Cái cục nó đỏ lắm. À. Nó muốn nó đỏ vậy đó. Quá ngon các bạn ơi. Nói thiệt sự bây giờ mình ăn hết nổi đó, sushi quá nhiều, ăn không nổi luôn. Quá ngon. Bà sợ. Bây giờ mình ăn tiếp bạn mình một miếng dưa leo chiên giòn, coi nó có ngon không? Không tính lắm hả? Mặt thuộc. Nhưng mà chắc không biết ăn cơm. No. Bạn hết sushi đi. Chấm hỏi, giờ hỏi người ăn. Này nha. Khoan, không ăn. Sao anh đòi nó không ăn? Anh ăn cái con nữa, cái này của Hạnh Lý Dung mà. Thôi ăn đi. Thôi ngon rồi. Anh ăn lá sơ bồ.
anh biết mà. Ok các bạn ơi, bây giờ thì tụi mình đã no lắm rồi nhưng mà đồ ăn dư. Thì theo cái luật ở cái nhà hàng này, nếu mà đồ ăn dư thì họ sẽ tính tiền những cái đồ ăn dư. Thì bây giờ ở trên bàn có rất là nhiều đồ ăn dư các bạn. Cho nên là tụi mình sẽ quyết định là tụi mình sẽ bánh sushi. Không ăn bánh sushi chứ thằng nào ấm nhất thằng đó ấm hết. Bây giờ người nào thua á, người nào thua thì bây giờ mình sẽ là người hy sinh các bạn. Thì mình sẽ kêu bạn mình là cứ đổ đồ ăn hết vô áo của mình đi rồi mình bỏ ai thuộc thì lúc đó không ai biết hết, cứ coi như là mình đang hết đồ ăn ở đây rồi. Ok bây giờ mình sẽ đổ đồ ăn vô đây, giờ mình sẽ đi về thì họ sẽ không tính tiền mình tại vì mình không bỏ mứa à. Đây đồ ăn nằm ở đây hết rồi. Không phải nói là thằng lớn ăn rồi thằng nhỏ nó chịu ăn, mà thằng nhỏ buổi tối đem về nó mới ăn được. Bơ không hai nhỏ? Có nhỏ ăn nữa nha. Nhỏ mà. Bây giờ bạn của mình là bạn của mình hy sinh các bạn. Cố lên Trung ơi, nếu mà không ăn là không ăn là bị phạt đó Trung. Cố lên. Ok các bạn ơi, thì bây giờ tiền nó đã ra rồi thì bữa ăn hôm nay của hai chồng mình là 48 đô la. Thì mình cho họ là 10 đô nha. Mày hiểu Trung rồi. Trưởng nha, như châu. Hai vai Trung á. Câu này coi của nhân mà. Ăn nhiều lắm á. Thôi mình đi về các bạn. Ăn nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ xài cái chiêu của thằng bạn mình là mình ăn chưa hết nhưng mà mình trả tiền trước để lát nữa mình đi ra họ sẽ không tính tiền mình thêm được nữa. Thằng nào chạy nhanh nhất với thằng đó có thằng nào mà quay là bị nắm lại. Bây giờ mình chạy trước đi để cho bạn mình ngồi đây. Bây giờ tụi mình đang gán. Tụi mình đang gán ngồi đây ăn các bạn nha. Bạn mình ăn cũng hết nổi rồi. Cho nên tụi mình sẽ kết thúc cái buổi ăn ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình nha. Nhân đi nhân. Nhân nãy ăn rồi. Ok. Ăn nè, có cơm rõ ràng. Nhân cái này. Ok. Ăn bóc thì vô giấy đủ. Vậy ăn cái này. Có mình Nhân ăn cái gì nữa. Ừ. Ngon quá. Ăn giùm cái thằng nhỏ luôn đi. Thích cái này. Ông thích. Ok, bây giờ cái team của tụi mình chuẩn bị đi về các bạn ơi. Thì bây giờ bữa ăn hôm nay rất là ngon. Tụi mình đã có một cái bữa ăn buffet rất là thoải mái. Thôi bây giờ tụi mình đi về các bạn. Họ đã đóng cửa rồi. Thì cái chỗ này nó có rất là nhiều chi nhánh. Các bạn nào thích thì có thể ghé ăn. Họ làm cũng rất là vui. Đó chính là các bạn được ăn theo kiểu buffet. Ăn đã luôn. Ăn quên lối về luôn. Bây giờ mình không biết cái nhà mình nào. Ồ, gió lạnh quá các bạn ơi. Bây giờ ra đây thở là ra khói luôn. Ok, hẹn gặp lại ngày mai nha.